Ông quý chủ. Ông kinh nghiệm đẹp và cả một tổ cái chấm đoàn ca này để vị thi xâm lạc ca chấm tổ tổ này ông chấm đẹp cứ xâm lạc ca một tổ sẽ đập nơi sự đề khai mà rộp ở vị trung sau của tình yêu rồi bỏ và đang mình đang gặp vị này chê ấy đi tạm phục vọng sau tu vì vật thị bà răng sau đây lúc đây chê ấy đi chà chấm đẹp xua lúc đấy thế đi là con tầm đẹp tầm nông ta một số bài sau tu ban tầm nào ca bình hơi hay một nông đào vị ca chun từ lúc đấy ông nhầm ra xong tầm lực chun lúc đấy bánh hà mới nhầm luôn tìm mũi lúc đấy xong để dây ban dứt dứt đam bay bà co lại cả nặng nghề xuôi hay nâng là tập hiệp ao nhẹ bỏ phải phía xa bỏ phải phía xa từ chỉ phía xa bỏ được tê miền bị sao bảng đang bị sao người ban là o thì pi cái này cho loi top đang sầm nua niền nia sầm nua trái đập sầm nua ruồi sấn hay sầm bằng ong bẩn tết một đường chơi đang bị sầm nua đòi cá bỏ phải phía xa đây là phải phải nợ bỏ tờ con đi ban là o ban chọc tập group hay ban nhà trong cõi ông nhầm ra sầm rụm lực đòi lục trái tha ông nhìn thấy xong mọi lúc thấy chập đầm sai chỉ thay lòng vĩnh trong ca thay đi bộ bằng pi tục sau bên tận nia khi sanh nặng cam rồi phò bạc phò từng lái đấy lúc thấy bàn từ tua rồng đây lúc thấy thay đi bộ nơi rồi vây đây lúc thấy bàn chụp bát nơi ca lồng ba rồi có khi sanh nặng cam đại cát miến được không lòng là bộ cam bị chia tập tay thì ngay đom pel mesa chật bám đang ngay bồng bôi mẹ gái chật bồng bôn đại lục sợi chặt tục than nhẹ châu rùm được nông cây chấm ca sạm ca nhẹ bên đi mình đằng pi bật để hết cái hết ca thằng lái đại lục sợi bàn chu bật tia nông xã chỉ vứt ở bàn lục sợi được nông là bóp cam bị chia thập tài lời dùng chơi lục sợi cha chia bật thấm sum ao quân lục bật thiên nâng ao lục đằng ao tại ao kiếm miền sầm đấy để không bên đi. Và dạ chiêng xam sật cho năm vẫn lo phát mà hay ca ru nơi được bỏ cái nhóm khi mình ảnh phát ban nơi ca ru nơi chùm nguồn rồi bỏ cái mai cả hôm đại thơ từ rôn đặc cam trong buồn và chia chôn cái mai chiêng pi liên nè miền rục nhâm chị đàm tê chênh thằng ngày đọc bằng phần mê xa chấm khánh tất tập hiệp để cô ấy để khi mình ai bọc mình ai làm thịt màn hay chỉ hiệp khô khơi dùng khăn ông đài mình nước lục để mũ mình nước màn đó cứ ca hai tìa ruộng đài khăn nhé khăn hay để khnề vía lưu tru mà nái sông bãi, tự nhiên mai cả hôm hay chấm bút mực này khiếm, ta ăn lục, ai trầm mà nó tự tập hiện năng thế, tam phơi khiếm đà mà khơi bên nước sầm thằng kiến khiếm đà bị phơi bị phong bình. Tại tam phơi lấy muối cho lòng tam khơi nâng tam nam mọt tình lê khơi khám ai hẳn đại tất thơ khám slot chỉ lệ tí bi khám bằng tòa đồng ná bị kiên xoay cho lòng tình lê thơ đồng ná tư mô mông tư khát bà đồng bóng đang chỉ khát rồi bỏ mặt đá bụng mặt đá chấm mô mông tạ tay tam nâng cái nô chụp chôm bằng bồn bạn tay tự ẩn đau ruột mà nà chương bỏng bỏng hàm tại sao các bác à hà hộp chọc bộ kèm chanh bị bật tia khám miên ấy không khuôn đi miên đặc khảo ai mà chẳng kèm bệnh nè chẳng ngoan nâng nơi thay đọng bơ miền xa màn tì bè tất nơi chai lươi nơi lời rồi chẳng nè ạ dơ lươi nâng tinh mà hộp chọc màn vài tầm tọa màu
មកដល់រកាកម្មស្ទះទំស្ទះព្រោះអត់មានដូចបានទៀតហើយគេប្រកាសថាចូលជាសហករណ៍ខ្ញុំរស់នៅក្នុងរបៀបអត់អាហារ kế chạy bom biệt thự bom biệt thự miền ở nam miền nước chiên ở nam thế chúng tôi phải chia chun tham ấy khi mình đang tham chia chun cha kế bài chạy phải chia chun tham ấy cứ nhẹ tranh bị phun bánh đập phun bánh mía xá hai nơi phải chia chun cha đàn kế nhẹ nơi sọc nâng tầm mòn kế chạy từng ô cái nia ai được bom bỏ bó riêu bay về miền tây mà có bay bốn cơm hai nương bờ khi mà trăng lên tận đây khi mà ai bấm play man caro nơi nhà bên tận địa bắc nhom bên cua sai nương chôn chết khăm ai đừng ó chôn chết khăm ai chôn chết bị chia chôn tham ai đừng cái hai tháng tham ai đừng ó thế khi mà ai bấm play sao ru khăm miền sài gòn phiêm sài gòn bán yum mình bán នឹងយីអីមិនបានប្រឹកមកប្រាំទៅធ្វើការរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់គេចែកបបោ3វេកថ្ងៃចាប់បន្តទៅទៀតរហូតដល់ថ្ងៃលិចបបោ3វេកទៀតយប់មិនដឹងមកប្រមាណរហូតដល់មកដល់មិនដល់ខ្ញុំមិនដឹងមានមកពេលថាការងារនោះធ្ងន់ធ្ងរគ្មានហូបចុកយប់ដល់ เมื่ออันเคยดูลคำเงือบต่อติดอับสมัยเชิงอับใส่ถึงอ๋อข้าไอ้แต่ขมายมันจะแก่เสียสอยตั้งปิดตรึกนอกไงนอกนอนยุบชื่อเขียนทนำมาชื่อขลังสมเกะเกะไอ้กรอบ กากรอบใส่จ้ะคือก็ลิงจะจมวิสก็เขียนมันทำเป็นไอ้คำคำคลาดจะแต่ปังเล็ดเลยตอนมีเจ็ดตายไปการู้หลักเงินสไลเพียบตาอ้อโลกสมานบานเต้ตาปิดบะอย่างน่ะดูลให้ชมตูละไอ้ก็ ใส่ปูในจำนวนนู้นเขียนเมียนอายุประมาณ20 ปีมวยชั่งน้ำจังเลยดอกหนึ่งไหลให้ตัวหลังก็ตาตาเป็นศพจังอย่างไม่รอดสักไงเปียบร้านท่าตัดมองในกลอนแซบิกาชื่อจับชื่อนะอันนั้นให้ได้เจอพอในการตัวก็เป็นจำนวนมนให้ดูชื่อจิกเก้ พี่เสกเขียนมรุนเลยจิมวยมัดมันเนี่ยมันมันจิมบัดได้ปัญญาเนี่ยจิมีพนมเป็นเตจิมวยคือขมิ้นใส่เพียบหนึ่งเย่เขียนหนึ่งหลายหัวจับได้ปัดในเย่จิมวยขยมถ้ากอดหนึ่งมาได้มันมันท่านได้กอดหนึ่งท่ามันดังจิปโอนใส่กอดแตงปีแตงดองนา ก่อนเราเปียปนังสมอนุติอาช่วยสนับนังช่วยกระตาเดือดซ้อมเตะไอพลื้อแล้วมันดังมองประมาณตัวเตียนขมายปีเนี่ยมาหายขยมปีเนี่ยเจงปีเตะแต่งสร้างสร้างได้กัดพลื้อเสร็จเด็ดดอกกันไหลมวยแต่เชื่อมันดังทายใจจะชมวยไอสกไอ cái hai bóng để quật chúa mùi chi đầy tự tưng và hai khuôn quận và đòi về bài bộ bánh quật chồng lấy và hai sập xong thì mệt ông lâu cất mơ đầy ông nhân sẽ từ tu tiên sơ hai không chi dần nâng ta cầm lắng nó bạ bật nè nó bề mùi quận hê quận quận miên cầm lắng bằng to từ tiên ทีเห็นขมายหนึ่งปีสู้กอดเท้าไม่หายคำจำจะบ้านน่าสนใจหนึ่ง
ខ្ញុំចាំបន្តិចនៅទឹកភាពខ្ញុំមិនចង់យំតែខ្ញុំនៅតែឃើញនៅនឹងភ្នែកតាអស់លោកខ្ញុំលោកស្លាប់ទីនេះកាប់ទាំងរស់នៅកាប់ហើយពីអ្នកមកប្រាប់ខ្ញុំថា មិនឃើញទេតោះទៅធ្វើការខ្ញុំយំក៏មិនហ៊ានយំស្អីក៏មិនហ៊ានទាំងអស់ខំលេបព្រោះតែខ្ញុំតែយំវាច្បាស់សម្រាប់ទៀតខ្ញុំមានតែម្ដាយចាស់ខ្ញុំត្រូវអត់ធ្មត់មានហើយខ្ញុំមកធ្វើការស្ទូងស្រើវិញយកកម្លាំងចិត្តខ្លាំងខំតស៊ូកុំធ្វើស្លូត មកដល់កន្លែងធ្វើការអត់ហ៊ានប្រាប់អ្នកធ្វើការដូចគ្នាថាយ៉ាងម៉េចទៅខំស្ទូងបន្តែអតិថិភាពដែលវាច្រើនសម្រាប់មនុស្សទាំងនោះធ្វើខ្ញុំស្លុតខ្ញុំដួលបន្តែនៅពេលកន្លែងធ្វើការហ្នឹងអ្នកដូចគ្នានឹងគេនិតគេសាយខ្ញុំមិនដាក់ភ្លឺស្រែនឹងទៅចាំបាច់គួរថាខ្ញុំខ្យល់កឬពាក្យនឹងចំណងនឹងគេថាខ្ញុំកាំងបេះដូងអីគេថាមិនថាចាស់គេមិនថាទេមិនហ៊ានមក ខ្ញុំដឹងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំបាត់ស្មារតីតែខ្ញុំស្លុតនៅថ្ងៃទី1ខ្ញុំឃើញប៉ែនគេមកមែនតន្ទឹងជាប៉ែនឆ្នាំចាក់ស្អីឃើញមានដបទឹកក្រូចសាន់តាគេបំងចាក់ខ្ញុំប៉ុន្តែហេតុតែសំណាងខ្ញុំមានខ្ញុំដឹងខ្លួនណាស់ខ្ញុំប្រឹងប្រមល់អារម្មណ៍ទាំងអស់ ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំមានកម្លាំងធ្វើការវិញមិនបាច់ចាក់ទេ ថាប្រមូលកម្លាំងប្រមូលអារម្មណ៍គ្នាស្អីដែលធំជាងកម្លាំងចិត្តខ្ញុំស្ទុះទៅស្ទូស្រែដូចដើមវិញតែអារម្មណ៍ខ្ញុំក្នុងមកថ្ងៃក្នុងពីរបីថ្ងៃខ្ញុំត្រូវដួលអញ្ចឹងម្ដងព្រោះទឹកភាពដែលគេសម្លាប់មកមួយទាំងរស់នៅចំពោះខ្ញុំជានិច្ចមានពេលខ្លះខ្ញុំចង់លោតទៅសម្លាប់ខ្លួនព្រោះខ្ញុំនៅឯកាយកោនៅតាមមាត់ទន្លេ ពេលរៀបឈានជើងលោតពួកខ្ញុំអត់ចេះទឹកទេអស់លោកខ្ញុំលោតទៅច្បាស់ទៅស្លាប់ខ្ញុំរៀបឈានជើងសម្រាប់ខ្លួនពួកខ្ញុំនឹកតាខ្ញុំរស់គ្មានន័យនិយាយមិនបានយំមិនបានធ្វើអីក៏មិនបានការហូបចុកខ្វះទៀតឈានកម្លាំងកំហែងខ្ញុំដើរឡើងចម្លើខ្ញុំដើរទាំងជើងពីរទាំងដៃពីរបានខ្ញុំដើរចម្លើពីរកាមរួចតោះអស់លោក ស្មានដល់ទេកម្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើការហួសកម្លាំងប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំថាបើខ្ញុំស្លាប់ទៅមានអ្នកណាមើលជួយគាត់ពួកខ្ញុំឆ្លៀតទៅធ្វើការបោចតកូនបោចស្មៅទាំងអស់ដាក់ចូលក្នុងបបរហើយដូចគេចែកអំបិលបន្តិចបន្តួចមកផ្សំទុកយកមកជូនគាត់នៅផ្ទះកប់សា ពួកគាត់ចូលបីចាស់ដល់សោះនឹកឃើញគុណម្ដាយមកខ្ញុំដកជើងមិនលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីៗដែលខ្ញុំរស់ចំនួនផលបតខ្មែរក៏ខ្ញុំមិនអាចភ្លេចបានខ្ញុំវេទនាក្នុងអារម្មណ៍វេទនាក្នុងកាយណាខ្ញុំចោលខឹកសរសើរ ខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងរស់ដើម្បីមើលតទៅទៀតតើរបបពលពតខ្មែរក្រហមយើងនេះមានជំនាញវែងទៅដល់ណាទៀតសមរម្យខ្ញុំក្តុកក្តួលនឹងខ្ញុំឈឺចាប់ ចំពោះអំពើប្រៃផ្សាយនៃធ្វើសម្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកគ្មានអនាម័យគ្មានសម្លៀកបំពាក់គ្មានថ្នាំមនុស្សមិនមកម្នាក់ម្នាក់កើតចៃករមាស់ពេញខ្លួន
Kim xong một chọc từ mình chọc bảo ông lột bên trong ngọt lấy ai xuống kim tiết. Thầm tài bánh chế hai bánh chế tiết thay ạ. Cá rút này cũng nguồn bảo tốt thua kim. Mẹ tình như là hốt nào tập thế ngay. Mẹ là rõ mình sọc đi. Kim phay khá lại. Kim ạ hiến mơ phiếp dôn nào này mình cặp xong lọc. Mình hiến mơ sẽ ai đến chìm. Hai bí xác kim thuê nơi khá nông bị chia kim chia ở sật tất cả rây. Mẹ mơ chìm mơ ấy kim khá lại nữa. Mình xong nên khi em thua chưa rồi đại gái lần này tới phát xa mơ thân nằm mơ chìm để bà nay em khá lát. Bé miền được buôn tình tuổi nẹ chẳng ngư mà thua mà chui ở khi em liền đòi khi em ai nhạc thua ca chẳng mơ khi em mơ của khi em mình ai nhưng mơ khi em chìm thế. Phiệp dân miền ca cặp xâm lập quá khi em mình mơ đai hai nhóm xâm lập nạ bê lưu xùm lên cái đăng lưu cái đúng cái đăng lưu xùm lên. Đang xảy hô ấy khi mình ảnh ở trên bàn là hô tới sắp ngày nâng mẹ. Chỉ mới vào đây khi mình chẳng đã khi mà chẳng lưu ấy quản giấy khả lăng. Ất chẳng ai đưa quản xảy lô là. Mình chẳng ai quản thua là xảy này thua ấy khi mình xảy lật. Nâng ai chỉ phá lại cả rút nữ. Khi không bị bạc và khi đang bị nón nó là hô đà lấy. Nó là sống ăn lô triệu. បាទអរគុណលោកស្រីអេលីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមមេធាវីដើមដំណងរដ្ឋាភិបាលទទួលសិទ្ធដើមមានឱកាសតាំងឈ្មោះនៃដល់ចំពោះដើមដំណងរដ្ឋាភិបាលនេះសូមជើញ Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, bonjour à tous ici présents dans le prétoire et aux alentours. Emin Cheng, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, apparemment. Eng Cheng, je sais que c'est très difficile pour vous de vous remémorer cette période du Kampuchea démocratique. Est-ce que vous pourriez cependant, pour la Chambre, ciser les conditions dans lesquelles vous avez assisté au meurtre de ce bébé sur la route numéro 1 à l'occasion de votre déportation de Phnom Penh. Trên bì Phnom Penh khám phơ đồng nà bì Phnom Penh tới tam thái triệt lịch muối cho lòng spiên mình đi vũng nhằm khánh thử ruộng mình nhạc dung hai viên là lờ tru mặt đai đang xa lạp bình cao nhằm mình đang không chất trong từ lơ của hà nật khám mê chất trong tới bàn tay chung tùm dạc chất tê đại khám trong nâng phê nhầm khơi thì hiện tới lực nó vì dư phê nhầm khơi thì hiện mình nè lực mê nâng lăng chạm hai chỉ phí hai bó khói xa nà khmer nát khmer nâng nâng khliên. Mình có thể ta con kê con dưỡng. Ta bởi vì khuyên chẳng bị họ đọc đi. Hay bởi vì khuyên chẳng sẽ bị họ xây. Họ ấy hút nhằm đi. Từ tu tiên đi. Mày có biết phương chẳng. Anh đang khi em không xin lập đi. Bởi ta khi em không miên. Khi em hiện tại khai viên nó xin lập. Bởi ta được đi. Rồi khi này ạ chất. Và không thể này thua đồng lá tới một việc chỉ mới bắt ai nữa bỏng bỏng. Merci pour cette réponse. Lorsque vous êtes arrivé à la coopérative, qu'avez-vous vu en premier lieu?
Oui. Non, au moment où vous êtes arrivé à la coopérative, quand vous avez vu ce que vous appelez les fils de révolté, est-ce que vous pouvez préciser à la Cour ce qu'étaient ces fils de révolté? Xong rồi ban tập lọc cho tập nông bình vĩnh hay là ban miền ca hộp chọc nông miền ca lùi chai lùi cả đội đàm bình hay có ngặt tới và hay sang sang lá kim khơi ở lộ sẽ là bỏ phố tầng ớt mà nua và hay tung mà phay play nhẹ đá khi mình ai rập được nguồn bán hay chọn mình đến giọt sai bua thế lộn do ổng bóc đê dư nâng trong mà snu mà chờ bái nâng đai tới hay miên tự nhiên khám ưu dân căn cập lương nâng mà nẹ bì đa bì cười bì ôm nâng hay để sợi tha miên bóp ôn na tiết hiên đại cầm rái nâng banh dùm lọc lâu kết mơ bia phủ miên nó còn nâng hay bì cho nâng sai ổng bóc ta vì xã hai đo của phần á hai chị chuyên nhân này không che cục nếu anh hiền mua thì mình đang bị giờ tới tới na nhưng thật sẽ bắt chị giờ tới sầm lạp hai pro nè từng óc nè đang trong chấm nám nắng miền mà nè này không cầm không phù nơi không pe chấm non không tự đo cả cao nếp tiền nắng muối miền chấm buôn cua xa miền cua xa khi nhom nắng muối hay nắng cua xa bay tới sứt tận nè mau bị phun pin từng óc hay nơi không chấm nón cua xa buôn nắng miền không may mà nè bắp và hai chiếc tay không cầm nặng đá ở cái tờ lọ màu vàng đôi chân nè mang từ cái đấy thá nè này bị chong chẳng sai nắng mình ai tờ lọ màu chụp chung cua xa thế mắt chế đâu tới sầm làm chào là hời và là sùng triệt được Merci pour votre réponse, Nghi Cheng. Est-ce que vous pouvez dire à la Cour quels effets ces scènes ont provoqué sur vous? Quels ont été les effets de cette scène dont vous avez été témoin? Bên khinh biệt bản la bom bão ôn tham ai dương phổ phổ tiền snu thua nhầm slot hai nhầm nước sman tha mình ai chắc mang chỉ miên say mui dày mình ai vừa tận lòng tài rộng thiệp đam sẽ tự địa ban nay tham mình ai dựa khiêm tiền óc khi nâng mình ai tận lọc cho tư ti lùm nữ đam rồi bao dương vinh ban thế hay nâng nức nông chất tháp và hai chia nâng miên ca sầm cặp sầm lắm hay nâng mầm bất xuất sở đấy phiệp ở tư hóa chạy lại anh cứ bia do chọn từng sai ổng bó hay nâng bảo ca tham nạ na hiên cùng đại nâng sầm lạc chào anh ấy chỉ bằng hai tha âm nhạc bậc ca mua hay này từ sầm lạp trao âm miên do từ bị cha rồi na hoặc là cha xã sông tô mình chăng ấy nhỉ
Merci, Nguyen Cheng. Lorsque vous étiez à la coopérative, vous nous avez expliqué que les conditions de travail étaient épouvantables. Qu'en était-il des relations de votre chef d'unité avec vous? Ce chef d'unité était-il gentil avec vous? Donc, si je comprends bien ce que vous dites devant la Chambre, c'est que votre appartenance au peuple nouveau vous valait des insultes permanentes et quotidiennes de la part de ce chef d'unité, c'est bien ça? Vous nous avez dit également avoir assisté avec à l'aube un matin au meurtre de votre amie institutrice qui a été enterrée vivante sous vos yeux. Est-ce que vous pouvez dire à la Cour les conséquences jusqu'au jour d'aujourd'hui que cette scène a sur vous? បាទនិយាយបន្តិចទៅក៏វាធ្លោនឹងចិត្តហើយបើបាននិយាយពីការពិតរិតតែល្អទៅទៀតតែនេះគ្មាននិយាយបានទៀតបើសិនជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយខ្ញុំនឹងស្លាប់ខ្លួនដោយការសម្លាប់របស់ទាហានខ្មៅទាំងអស់
Pour vous, mình sắp mình ai gì, mình ai dùng, mình ai sao. Và xong lục triệp. Aujourd'hui, Anglin Cheng, vous vivez en France depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous souffrez encore de séquelles physiques et psychologiques importantes du fait des années passées sous le régime du Kampuchea démocratique? Yes, it's good for me. Merci, Monsieur le Président. Peng Liqian, ce sera ma dernière question. Aujourd'hui, vous vivez en France. Vous y êtes établi depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez dire à la Cour quelles sont les séquelles que vous conservez de vos années passées sous le régime du Kampuchea démocratique? Xong chuẩn bị xua lộ lộ trong miệng sát tháp bắt từng cái khang play chất, khang play cái. Tư dân bật tháp bắt bắt từng cái tình ơn lộ, càng play chất, càng play cái cứ xong miệng ca chốt chấp, không ca hiểm tu lại sâu hay. Hay nâng bột với thôn tế, thua ai sốt chả ưng cỏ, miệng ca chư chạm lộ toàn sắp thế ngày nắng. Anh đang khám phơi cài, ai phơi chất. Khi mình ai đối trong nghiệp Việt Nam ấy, khi mình ai mơ thiệp bị dồn rư co, mơ khinh tự thiệp na đầy xã hai, miền cà vay đom, miền cà cắt sầm lập. Khi mình ai mơ bàn to từ sau, khi mình ai chăng khơi, khi mình ai chăng mơ. Khi mình slot hay nắng lư sầm lên, sài lăng lô la, khi mình ai chăng lư tiền. Được chứ, sắp thay cho đối tới chìa mình nước đánh khóa. Khóa ca cho chất tức nạ mơ chấm phu chấm mơ 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 bê cái miên miên được bố miên ấy khi em đối khóa cả lại khi em đang khá luôn khi em miên sửa màn chất khi miên chất khá hàn nâng tệ chui từng mơ anh mau bị khi em bạ sửa màn nhà bị thả bạ sửa màn. Mình ăn thôi chẳng bàn chẳng xong tốt. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Chen, je vous remercie infiniment de votre témoignage. Je sais que c'est des moments difficiles à se rappeler. Je vous remercie beaucoup de l'avoir fait devant la Cour.
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានជាបឋមសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចក្រមនិងភិក្ខីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកស្រីជាដើមម្ដងរដ្ឋវិន័យផងដែរលោកស្រីខ្ញុំមកពីការិយាល័យសហប្រញ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅកាត់ហ្នឹងមានសំណួរមួយចំនួនតូចចង់ឲ្យលោកស្រីជួយបញ្ជាក់ លោកស្រីបានជម្រាបជូនអង្គសាវនាការបាញ់មិញថាលោកស្រីបានធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះចេញទៅខាងរកាកោងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីជួយបញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍មុននឹងលោកស្រីធ្វើដំណើរចេញទៅរកាកោងហ្នឹងតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះដែល ធ្វើឲ្យលោកស្រីចេញទៅរកាកោងនឹងបាទសូមលោកស្រីរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យលោកស្រីចេញដំណើរចាសូមជម្រាបថាថ្ងៃ17មេសាបានប្រកាសថាមានសន្តិភាពហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ ពេលហ្នឹងក៏មានទាហានពាក់សៀកអ្នកខ្មៅដេញពួកខ្ញុំចេញពីផ្ទះខ្ញុំនៅព្រំពេញធ្វើដំណើរតាមគេតាមឯងទេអត់មានទីដៅឈ្មោះទៅណាទេឆ្លងស្ពានក្បាលខ្នល់ធ្វើដំណើរទៅមុខចេះធ្វើទៅអត់មានទីដៅប៉ុន្តែខ្ញុំទៅដល់គៀនស្វាយនៅពេលហ្នឹងអស់ស្បៀងអីហើយ ប៉ុន្តែនៅសល់គេនៅចាយលុយបន្តិចរួចណាស់នឹងមានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានខោអាវសល់ពីប្អូនប្រុសខ្ញុំព្រោះវាបំរុងបានមករៀននៅសុបារាំងវាមានខោអាវបំរុងទៅសុបារាំងដូច្នេះវាយកមកតាមខ្លួនដែលថាបានខោអាវប្អូននឹងហើយដែលអាចដូរតាមផ្លេតបានហើយម្ដងខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជានៅគៀនស្មារតីទៅទៀតច្បាស់ជាដាច់ពោះស្លាប់ដូច្នេះ លោកស្រីខ្ញុំសូមអភ័យទោសសូមកាត់លោកស្រីសូមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីជួយបញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលមុននឹងដែលជំរុញឲ្យលោកស្រីចេញទៅលោកស្រីបានបញ្ជាក់បាញ់មិញហើយថាមានទាហានពាក់ឈុតខ្មៅនៅថ្ងៃ17មេសាហ្នឹងបានដេញលោកស្រីឲ្យចេញពីភ្នំពេញអញ្ចឹងសំណួរតទៀតហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាទាហានពាក់ឈុតខ្មៅហ្នឹង បានដេញលោកស្រីយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកស្រីអាចជួយជម្រាបជូនបានទេបាទចាគាត់មកដល់ខ្ញុំខ្ញុំនៅរលីប6ខ្ញុំមានរកកែតធ្លាក់ខ្លាំងពេកគាត់ឃើញគេជួលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ជួលចេញមកដល់ភ្នំពេញនៅតាមឡានមីងខ្ញុំឡានធំខ្ញុំនៅផ្សារថ្មីមកដល់ផ្សារថ្មីបានពី3ថ្ងៃរៀនខ្មៅដេញចុះពីផ្ទះថាទៅចេញទាំងអស់គ្នាព្រោះ នឹងមានធ្លាក់កក់បាយខ្លប់អីឲ្យចេញទៅសិនទៅខ្ញុំក៏ភ័យឮសូរតែកក់បាយព្រោះធ្លាប់បាក់ស្លាប់នឹងធ្លាក់រ៉ុកកែតប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយហ្នឹងក៏ផ្អើលទាំងម្ដាយមីងទាំងម្ដាយទាំងអីចេញពីផ្សារថ្មីធ្វើដំណើរបាទសេះសាសំទោសដោយសារវាដេញតាមមាននឹងធ្លាក់កក់បាយក៏អីហ្នឹងបាននាំគ្នាចេញនឹងទៅសូមបញ្ជាក់ទៅនឹង បាទអរគុណលោកស្រីក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីចេញពីភ្នំពេញទៅហ្នឹងតើលោកស្រីចេញទៅប្រមាណអ្នកហើយក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារលោកស្រីដែលបានចេញទៅហ្នឹងមានមនុស្សចាស់ជរាឬក៏មានកូនក្មេងទូចតាចទេខ្ញុំមានម្ដាយចាស់ចេញជាមួយបងប្រុស3បងប្រុស2និងប្អូនប្រុស1 ចេញតែជាមួយអត់មានកុមារទេតែមានម្ដាយចាស់បាទអរគុណចុះលោកស្រីអាចជម្រាបជូនអង្គសាវនាការបានទេថាម្ដាយចាស់លោកស្រីដែលត្រូវគេដេញឲ្យចេញពីភ្នំពេញធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងតើស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទអឺតាំងចាស់គេចាស់ម្ដាយចាស់ម្ដាយគេដល់ទៅគឺថាគាត់
khi mình đang quạt vô thang máy trên bàn tay khi mình đang thang quạt nâng slot đô từng ở khnề nâng phua à về cái đánh nâng miên cặp lưng bị cơi nâng từng kê từng quạt từng khiếm slot na lộ bởi hạ đánh trên ở miên cặp lưng hay nâng ở khơi sạ sọc nơi tam lấy mình chia slot na nà slot đấy bàn tay vì mình slot đo của mình đất nhưng đang thang quạt slot bàn tay quạt chết cha tại miên cặp bị sao không chỉ vẫn còn mình phơi ở vây để ai khmer khmer nâng rất là slot đấy quạt miên tàn dây than phơi đầm na tới côn tới mực tới tam kê tam ai trả nhân trăm tầm đấy quạt chết mắt văn năng bà ông cún chưa ca phơi đầm na trên từ rô ca cao nâng nơi tam phơi ta miên từ hiên rồi có cầm lăng rồi bọc mai có hóm bàn từ chỉ môi lục sợi đại tế trong vậy thập bị ca om đầm na trên từ ta miên chẳng đại tế chăm chlong tu bị kiện xoay từ thưa đầm na bắt to từ cá cắng cái thầm miên từ hiện khmer chẳng đa chạy đánh đánh bắt to từ tiệt trà mà mẹ đánh đặc khiếm mẹ đánh bắt to từng óc khnien nương từ rồi chăm chạy bắt to chủ mũi kê nương từ bài khnien ti đai tha từ chợ mặt ở đa nam ti bắt thay ti đai bom bắt đai khiếm cứ từ bắt bom rồi chlong tu bị kiện xoay đai tam bà ở côn lục sậy môn nâng đai lục sậy ban chuẩn bị chun ong sầm là ca đai thà nơi tam phơi lục sậy ban khơi miên khmoi và đại tật ta lục sậy ai chuẩn bị chun ban tết thà khmoi và đại tật nâng nông sự than là phep chia bị chia chun thon mà đá với co chia thể hiện sống trong sầm nô lộ trong bờ bạc chìm hết tha chia phải chia chấm rồi có chia thể hiện để mai cả hóm rồi thể hiện dương sao bộ khi mình đang thể hiện ấy thì bộ khơi là mọi đã tới hỏi luật rằng năng ta do pe để na năng tưởng kết mơ tha ta phải chia chấm dương rồi thể hiện mai cả hóm rồi thể hiện chấm non bởi chúng nó luôn nói cho mình ai chuẩn bị lục bàn đấy nhá toàn là khơi đại đến tới từng đây từng lúc chúng chưa tha nè từng óc nia mình mang từng mưa chết khmien nào sẽ lo từng mưa tha ta sẽ hiện mau những mọi chuyện ấy xả ấy đấy chứ không được chuyện bà ở côn nick còn để chọn đăng ta cài lô lục sợi bàn bình đặt khơi cho ba vận tải đòi xa tại lục sợi mình bàn bình đặt khơi cho ba chẳng mình chia pành hà vậy tê hay môi tiết sầm nô môi tiết tại tôn tận năng đại lục sậy ban chuẩn bị chun ong sầm nà ca tha nập bê đại lục sậy tụt đal rục ca cao bê nút kế oi lục sậy châu giả cỏ ta lục sậy chạm tới tha kế nó chia là nà đại lục sậy nó chạm đấy nè nà kế này oi lục sậy châu giả cỏ nó khi mà anh chuẩn bị ban tha chia là nà nó bàn tay việt ra kia ra bậc ca tam mọi lời dân tha xôm ai nè để chia chun tham ấy nó bị phun ping chun đập bẩn mê sa chô chia sa hạ co là nam miên trọ tầm mặt tầm man miên sấy sấy tầm man cùng cùng lẽ cùng liếm do từ ai cả lại cái muối này cái tha chia sa hạ co hay dân hộp trọ tham ăn được không khmien nẹt nam miên chi nẹt nam miên tì với khi mình đang thay nẹt nam thế chấm non lục xong lục chơi đi ba ở côn lục sậy đời xa về vì lý nhom sầm ở sầm nô trầm đi hay nhom lục thiên nhom ở sầm nô hay hay cả sầm ở côn đò lục sậy đà mình đang rập về ní đái đại ban chùa ruộng con ông đầm nà ca này tây vị thi bỏ từ là ca dương đi đầm bấy xoay rô cà bật bà chẳng sầm ở côn sầm ở côn luôn thì lục đài Thank you, Mr. President. We have no questions. Victor Coppe, young gentleman, some known notes among Colopatian. Some of the people who are in the world are in the world.
ដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះរូបនេះទេសូមអរគុណអរគុណលោកស្រីឆេងអេងលីការស្ដាប់ស្រីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនានិងផលប៉ះពាល់និងសក្ខីកម្មរបស់លោកស្រីរហូតដល់ពេលនេះបានចប់ហើយហើយវត្តមានរបស់លោកស្រីនៅកន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅទីនោះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយសក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនាអំពីផលប៉ះពាល់និងសក្ខីកម្មរបស់លោកស្រីនឹងអាចរួមលោកភិក្ខុទានក្នុងការស្វែងរកការពិតក្នុងរឿងក្តីនេះសូមលោកស្រីមានសុខភាពល្អជួបតែតំណាងល្អហើយមានសក្តីសុខសុភមង្គលហើយលោកស្រីអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញបានហើយហើយសូមជម្រាបលាលោកស្រីលោកឆេងអេលីចាជម្រាបលាហើយសូមផ្ដាំឲ្យជួយតឡាការរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើង២លានអ្នកនៅស្រុកទៅផងអរគុណបាទអរគុណលោកស្រីបាទកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយខ្ញុំបានប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសម្រាប់ការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2013ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅសម្រាប់ការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសម្រាប់ការស្ដាប់ស្រីថ្លៃរៀបរាប់អំពីស្រីទុកសោកវេទនាអំពីផលប៉ះពាល់របស់ដើមរងរដ្ឋវិនីនៅក្នុងរយៈកាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើមរងរដ្ឋនេះចំនួន4រូបគឺ TCW TCCP 100 TCCP 149 TCP TCCP 170និង TCCP 117សូមភាគីនៃរឿងក្តីនឹងសាធារណជនជ្រាបហើយប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនទៅលោកខឿនសំផននិងលោកមុនជាត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនពួកគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មភាពនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ដែលឡៃលោកមុនជាប្រកបឲ្យនាំខ្លួនមកនៅត្រឹមបន្ទប់គុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសកម្មភាពនេះដែលមានរៀបចំនៅកោះទូទាស់សម្រាប់គាត់អាចចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចសកម្មភាពពីយ៉ាងណាយសម្រាប់ចុះ